76. Phẩm pháp tánh vô động. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu pháp tánh bình đẳng của các pháp đều bản tánh không, mà bản tánh không này đối với pháp hữu vô, chẳng phải là năng tác sở tác, thì tại sao Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng động thắng nghĩa mà làm việc Bồ Tát phải làm, đó là dùng bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự lợi ích cho hữu tình? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, pháp tánh bình đẳng của tất cả pháp đều là bản tánh không, mà bản tánh không này đối với pháp hữu vô chẳng phải là năng tác sở tác. Này thiện hiện, nếu các hữu tình tự biết các pháp đều bản tánh không, thì chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đại Bồ Tát chẳng hiện thần thông làm việc hy hữu, đó là ở trong bản tánh không của các pháp tuy không động, nhưng khiến hữu tình xa lìa các thứ vọng tưởng điên đảo, an trụ các pháp không, giải thoát khổ sanh tử, đó là khiến các hữu tình xa lìa tưởng ngã, tưởng hữu tình, tưởng dòng sanh mạng, tưởng khả năng sanh khởi, tưởng sự dưỡng dục, tưởng sự trưởng thành, tưởng chủ thể luân hồi, tưởng ý sanh, tưởng nho đồng, tưởng khả năng làm việc, tưởng khả năng khiến người làm việc, tưởng khả năng tạo nghiệp, tưởng khả năng khiến người tạo nghiệp, tưởng khả năng thọ quả báo, tưởng khả năng khiến người thọ quả báo, tưởng cái biết, tưởng khả năng khiến người biết, tưởng cái thấy, tưởng khả năng khiến người thấy, cũng khiến xa lìa tưởng sắc, tưởng thọ tưởng hành thức, cũng khiến xa lìa tưởng nhãn xứ, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng khiến xa lìa tưởng sắc xứ, tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng khiến xa lìa tưởng sắc giới, tưởng thanh hương vị xúc pháp giới, cũng khiến xa lìa tưởng nhãn thức giới, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, cũng khiến xa lìa tưởng nhãn xúc, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, cũng khiến xa lìa tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tưởng các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng khiến xa lìa tưởng địa giới, tưởng thủy hỏa phong phong thức giới, cũng khiến xa lìa tưởng nhân duyên, tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng khiến xa lìa tưởng các pháp từ duyên sanh ra, cũng khiến xa lìa tưởng vô minh, tưởng hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, cũng khiến xa lìa tưởng pháp thế gian xuất thế gian, tưởng pháp hữu lậu vô lậu, tưởng pháp hữu vi vô vi, an trụ cảnh giới vô vi, giải thoát khổ sanh tử. Cảnh giới vô vi tức là các pháp không, nương vào thế tục mà nói là cảnh giới vô vi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do không nào mà nói các pháp là không? Phật dạy: Này thiện hiện, do tưởng không nên nói các pháp là không. Lại nữa, thiện hiện theo ý ông thì sao? Nếu thân biến hóa lại hóa làm các việc, thì việc này có thật sự mà chẳng không chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không, bạch thiện thệ, không, các việc biến hóa hoàn toàn không có thật sự, tất cả đều không. Phật dạy: Này thiện hiện, biến hóa và không hai pháp như thế, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, hai pháp này đều vì không, không cho nên không, chẳng nên phân biệt là không là hóa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải trong không tánh,